Vâng, xin chào bác ơi, kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring của thương hiệu Gian. Giá thành rất tốt bên em. Mà lần này em về mẫu dòng Gian Touring model FCR 3100 với tông màu đen xanh. Điểm xanh rất là nổi bật trên cái khung hình của xe. Đây các bác nhìn rõ đây. Đây là cái dòng xe Gian Touring, khá là phù hợp với bác dòng đi xe đạp thể thao nhẹ nhàng, những điểm đường phố đi dạo thể thao quanh khu vực chung cư, hoặc là đạp nhóm nhỏ lẻ. Đây là dòng Touring rất là bán chạy bên cửa hàng bên em của thương hiệu Gian, và cái model là model dòng Gian FCR 3100. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chi tiết của xe. Vâng, điệu của Gian model FCR 3100 Touring FCR 3100. Và xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của Gian. Và lần này em về một chiếc màu đen xanh, rất là nổi bật những điểm nhấn xanh trên khung xe, trên toàn thể cảnh. Các bác xem đây. Và độ mới của xe đánh giá là tầm 85%. Đây là một cái dòng Touring khá là phổ biến khi bác đạp đường phố đi dạo, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Xe là trang bị với tay nắm sừng trâu, chính hãng của Gian, tay nắm cao su sừng trâu. Và xe là trang bị với cục phanh đĩa, trang bị với 8 tầng lip, chính hãng của Asanzo. Bên tay phải em cũng là Asanzo, trang bị với 2 tầng đĩa, 8 tầng lip, em quên. Và sau cũng sử dụng với cụm phanh đĩa. Càng xe càng của Gian, chính hãng nguyên bản theo xe. Vẫn còn cái mã vạch tem trước của xe đây. Bành nhôm chính hãng của Gian, vành đổ gọi là vành đĩa, chuyên dành cho những dòng xe đạp đua. May ơi chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700 x 32c, kích thước lốp khá là cơ bản của những thương hiệu dòng Touring. Cọc yên chính hãng của Gian, yên của Gian nguyên bản theo xe. Trang bị với 2 tầng đĩa, chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay trái em sử dụng với củ đề Shimano Tuley. Trang bị với 8 tầng lip, chính hãng của Shimano, lip đen. Đằng sau xe sử dụng với cặp may chính hãng của Gian, vành Gian, lốp Canada. Và chúng ta chỉ có đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 45, tức là size S, thì có cao từ 1m6 đến trên 1m7. Và bây giờ xin mời nhá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 8 tầng lip đen chính hãng của Shimano, lên lip. Xuống lip. Vâng, sử dụng rất là mượt mà chân xuống nhá. Đây là một dòng Touring khá là cơ bản cho bác đi xe đạp mới đi. Lên đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Model của Gian FCR 3100, dòng Touring màu xanh đen và size S, thích hợp các bác là 1m6 trên 1m7. Vâng, và xe là rất tốt bên em là 5 triệu 9, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên
và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Tổ, và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.